là về kênh Anna Channel. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái lồng chim và có nhiều con chim, và một cái lồng to có được một con chim mẹ của mấy con chim. Tới cái lồng trắng trắng này có mẹ, nó giống như con mẹ nhau các bạn ạ. Nhưng mà mình không biết nó là con gái hay con trai nữa. Không biết là con chim gái hay chim trai nữa hả? Thế bây giờ bạn Anna cho chim ăn đi được không? Rồi, xin mời bạn Anna. Bạn ăn mình cho đừng có gọi rồi, ra đây cho chim ăn đi. Ăn hai đã, ăn hai cho chim ăn đi. Rồi, nhanh lên. Rồi, mất ốc rồi. Kéo dài nó thế. Ăn nhìn dễ thương quá ha. Nó mổ đấy. Ôi ôi, nó ăn ngon không? Chết chòe. Con chim gì nữa này? Rồi cho ăn miếng to quá vậy. Mút hết luôn. Mút hết luôn hả? Mút hết. Mình đã cho chim ăn xong rồi đó. Các bạn nhớ subscribe và nút like nha. Hãy đăng ký với Quân Động, hãy đăng ký với các động vật như chim cú hay là chim gì nhé các bạn, hay là những động vật mèo chó. Bye bye các bạn.